tra xe đi chứ. Cái xe này sao không có chữ ký vậy? Đúng 18 không? Xe này phải không? Không, xe kia đi hồi tối rồi. Giấy đâu bạn? Giấy tối rồi. Mày thấy phải không? Thấy bay vậy. Chiếc nó dài quá anh sĩ ha, nó muốn hết cái bàn của anh luôn. Cho các bạn xem ở dưới gầm của chiếc S nè. Đó, đã không? Xe Mercedes-Benz thì sẽ được thiết kế là cái gầm phẳng các bạn nhé. Bởi vì là cái gầm phẳng thì nó sẽ giảm cái chỉ số cản gió để tiết kiệm nhiên liệu á. Hầu như là tất cả những chiếc xe Mercedes-Benz khi mà nhìn ở dưới thì cái gầm nó đều phẳng hết. Đó, các bạn thấy không? Chạy từ trước ra sau luôn. Ok, thôi bây giờ mình đi đây. Đi anh sĩ ơi. Hi, xin chào các bạn, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Di, chủ nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì bây giờ là 7 giờ sáng rồi, thì Di và anh sĩ đang trên đường giao chiếc xe Mercedes-Benz S450 về Biên Hòa cho anh Châu. Thì anh Châu biết Di qua những cái video clip của cô Di trên YouTube. Thì khi mà đến showroom á, thì anh Châu gặp Di và xem xe. Thì trong khoảng tầm 15 phút là anh Châu đã đặt cọc luôn. Đó, thì khi mà làm việc với nhau thì hai anh em càng lúc càng mến nhau. Thì bằng cách là cách đây một tuần lễ, Di có xuống nhà anh Châu để biết nhà anh Châu và ký một số giấy tờ. Thì anh ngày hôm đó thì mặc dù ở tiệm của anh Châu cũng rất là nhiều việc, và anh Châu và chị cũng đã coi như là bỏ công việc ở tiệm mà dắt Di về quê anh Châu, thì nơi mà anh Châu sống và lớn lên từ nhỏ các bạn. Thì mặc dù nó là quê thôi nhưng mà cách thành phố Biên Hòa khoảng tầm 20 phút lái xe thôi. Đó, thì quê của anh Châu thì trồng rất là nhiều bưởi. Thì nếu các bạn biết Biên Hòa thì có cái làng bưởi Tân Triều á, thì đó là quê của anh Châu. Thì khi mà đến đến nhà của anh Châu ở quê á, thì mấy anh em bày đồ ăn ra, ăn uống xong rồi ra vườn hái bưởi rất là vui và chụp hình với nhau. Thì một lần nữa Di xin cảm ơn anh Châu và chị đã coi như là mến Di và ủng hộ Di. Thì khi một lát nữa khi mà đến nơi á, thì Di sẽ cho các bạn gặp anh Châu nha các bạn. Anh Châu rất là dễ thương. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha.
theo mà. Mình xuống luôn hả? À, xuống luôn. Rồi, cái này là nhảy không đợi. Tới xíu thì mình cho Ben nó xuống. Ok, tới xíu đi, tới xíu chị ơi. Tới xíu nữa rồi mình thả xuống đây. Đóng cái cửa lại cho. Giao theo thấy bông hoa quà cáp gì vậy? Sao giao theo thấy có bông hoa rồi chứ. Mừng quá, đi đi sớm hả? Đi sớm, đi lại tới sớm lắm á. À. Em đi cái đường mà ở trong cái đường ở trong khu làng đại học á, nó có cái chặn ngang rồi xe tải đi không được. À. Điều ơi. Đâu vô đâu lọt đâu. Điều, cái mượn sẵn xíu nha. Rồi, chị đâu rồi anh? Bấm xuống đi anh sĩ ơi. Đất luôn á anh Châu. Xe này nó đóng là xe nào nó chở cũng được hết á. Cũng tỷ mấy à. Gắn số sẵn cho anh luôn hả? Dạ. Gắn sẵn hết chứ, xong hết rồi. Anh sĩ ơi, để anh chạy xe xuống cho. Anh tháo máy dây ra đi, anh chạy xe xuống cho. Anh Châu nè các bạn ơi. Châu. Xong hết không? Rồi cái xuống. Cứ thẳng lại thôi. Chạy 3 chấm chạy xong hết. Từ Việt Nam 2.5 là chạy vừa. 3 chấm là chữ máy luôn á. Có để đâu? Chị đâu? Chị đâu? Gọi chị ra. Em ơi, đâu có xe. Chụp men tấm hình đi.
ra tặng quà cho em nè. Đây ra đây. Đây ra tặng cho em. Đây ra cho tặng cho chị đi. Mày ơi tới tới chị chụp chụp mấy tấm nhiều chụp cho 5-7 triệu luôn đi quá đậu đây mấy đậu chị bữa nay chị mới thấy xe luôn đúng không? Nay chị mới thấy đâu. Để anh sẽ đi đậu xe rồi mình chạy xe của mình lên. Chị lên coi xe đi chị. Đó, em lót rồi đó. Vô không anh? Vô. Vô. Chạy vòng đi anh. Chạy vòng ha. Vòng ha. Để mình vòng nha. Quại vô quại. Quại vô quại ơi. Kêu má là kêu má vô. Kêu quại vô con, kêu quại. Ngoại vô nha ngoại. Ngoại ngồi ngồi trước hay ngồi sau? Ngoại ngồi sau đi. Ngoại ngồi đây đi. Ngoại ngồi ghế bà chủ đi ngoại. Đừng chụp con. Bữa nay ngoại không có trang điểm để quay phim ngoại. Ngoại không có đẹp đẽ gì chụp con. Thắng chạy thôi em gì gì. Dạ. Cài dây beo đi. Hả? Về thắng vô chạy rồi phải không? Dạ đúng rồi. Bữa giờ anh quên à. Không biết có khăn có thắng tay gì chưa? Thắng tay là nó không chạy đâu, còn nó chạy là không có thắng tay. Phải không? Ừ. Thắng tay là thắng không chạy nó cứ ngắt luôn. Hay vậy hả? Trời nhập thắng cái thả ra chạy hả? Dạ đúng rồi. Bữa nay là rồi, chạy xe của anh đó nha. Xi nhan hả? Đang xi nhan rồi đó. Bấm đâu cho nó hết cho nó thì giống như xe cũ của anh thôi. À cái này đang ưu tiên. Bấm cái này. Lúc này tắt. Rồi tắt hả? À. Lạ quá, lạ lắm quá. Chưa biết. À anh của á. À anh của anh Châu hả? Của người anh nha. À, anh với chị. Đây, tiệm vàng của anh Khánh. À, anh của anh Khánh tiệm vàng này luôn hả? Ừ. Cũng gần gần nhau hết hả ngoại? À, gần. Ở dưới kia tiệm nữa. Ngoại thắt đẹp á. Hả? Ngoại thắt đẹp không? À, đẹp. Ngoại thấy ngồi xe này thấy đã không ngoại? Đã. Rộng quá ha. Ở đây thêm người nữa đó hả con? Dạ. Rộng lắm. Lớp công cua đẹp quá. Hai heo hai trong. Ở đây ngoài chỉnh máy lạnh ở đây nè. Ừ. Thì cái truyền hình thì dạ, truyền hình thì ngoài mở đây. À bấm đó hả? Dạ. Đó, có remote thì mình mở lên, có remote thì mình mở lên. Ở đây ngoài xem đĩa rồi đó, mà ngoài mở đĩa lên xem. Đĩa vậy. Nhạc tụi nó rành quá, có rành đâu. Ồ, ở đây có cái đài phun nước đẹp quá anh Châu. Ờ, công viên, cái đường bên đó. Ờ. Ở ngoài đây là ngoài bấm chỉnh rèm nắng, ngoài chỉnh rèm lên ngoài nè. Bên đây con chỉnh cho ngoài được luôn nè. Đã quá đó, nắng là con chỉnh rèm cho ngoài. Cái này ấm ghê không? Ấm ghê gì? Âm thanh hay hả? Bấm cái nào bấm ra cái này con. Dạ, ngoài bấm cái nút này nè. Hai cái nút, nút này là chỉnh rèm bên đây, còn nút này là chỉnh rèm bên con. À, còn ngoại muốn mà cho nó làm mát cái ghế ngồi cho nó mát đít á thì bấm đây. Trời sao nhiều quá vậy? Dạ, nè bấm đó, bấm ngoại thấy ngồi là mát đít liền. Ngoại ơi, cái ghế chủ của ngoại có, ghế trên đây không có ngoại. Hello, với lại tài xế không có. Biết mà chủ có. Thân ngủ vậy? Dưới trời không có hả con? Dạ có chứ, ở trước có, ở trước có sửa ghế là mát ghế luôn á chị. Không, thấy không? À cái rèm đó thì không có rồi, tại vì là anh Châu còn phải nhìn cái gương chiếu hậu nữa mà. Không cho coi. Cho nên nó đâu có cho làm cái rèm ở đó. Ở đây là gương nào ai để mình xem á. Hiểu ha. Thấy không? Lùng quá đâu tới. Rè không nghe tiếng hoài luôn vậy. Dạ, sao anh Châu? Em rè luôn không nghe tiếng hoài luôn. Thì đó xe S mà.
xe S mà anh Châu. Nó vậy mới là cái xứng tầm của xe S chứ. Nghe tiếng ở hoài á mà, âm thanh ở hoài á. Mẹ không có nghe được. Tại vì cái xe S này á anh Châu nha, cái kiến của nó là kiến 3 lớp nha, ở giữa nó có một cái lớp cách nhiệt, cách âm ở giữa nè. Cho nên là khi mà anh Châu ngồi bên trong là nó cách âm tốt lắm. Chưa dán phim em ha. Chưa ha. Bữa có phim này rồi em gọi anh Châu. Có phim cái gì nó mờ lại bóng em, cho nó mờ kiến dạ, lại. Dạ, nó mờ kiến lại. Mẹ, E200 nè. Này đời cũ em hả? E200 này cũ. Cũ lắm rồi, chiếc này khoảng tầm 204. Chị bữa nay sử dụng mà anh chưa biết sử dụng em ơi. Thiền lát em chị. Nhiều. Chị bữa nay ngồi xe của chị có khác với xe của em bữa rồi không? Khác hẳn đó luôn á. Dạ, sướng hơn phải không? Đúng rồi. Xe của mình thì ngồi nó sướng. Nói chung là mình ngồi xe của người khác mà cái xe đó nó có sang cỡ nào thì nó cũng không có sướng bằng cái xe của mình đúng không chị ha? Đúng rồi. Ở dưới bắt đầu mấy giờ con lên, bây giờ này con tới rồi hay vậy? Con đi 7 giờ. Con đi 7 giờ. Đi sớm lắm. Hồi nãy con đi vô cái đường kia nó có cái bae nó chặn ngang chứ không thôi là đi tới sớm nãy giờ rồi phải quay ra đi đường khác á. Bữa nay em đi sớm hả? Sớm chứ. Qua mấy ngày mới qua 8 mấy thời thường 8 giờ mới đi phải không? 8 giờ mới đi làm phải không? Thường em tới công ty là 8 giờ 15. Bữa nay đi sớm hơn. Anh Châu sử dụng xe này chắc phải từ từ mới quen hết. Đúng rồi, chưa mấy cái tính năng nó nhiều. Năng á. Nói về em chỉ anh mấy cái thông số từ từ. Tối đóng cửa cái lên dọc xe á. Ta xe ngồi kiểm nút nào lúc nào cho thuộc. Ủa cái này có cho cái đầu bao xe không con? Dạ không có. Ủa không nổ vậy? Dạ bao ngoài thấy người ta có cái xe nó bao không, mình mua thêm thôi đó. Ủa vậy. Ngoài ngồi ngoài thấy mát không ngoài? Mát không? Mát không? Mát. Có cái sưởi mát ghế á. Có massage luôn không em? Cái này ngoài muốn mở ra, con mở ra cho ngoài coi nhìn trời mây được nè. Cái massage mà em ghế. Cái massage là có cái remote, em để cái remote phía sau cốp rồi. Massage được mấy chế độ em? 5 chế độ anh Châu. Có 2 chế độ đá nóng. Có lần nhẹ chạy xuống gì à? Dạ. Cảm giác tốt lắm. Xe nó cứng lắm, lên xe ngồi cứng xe lắm. Cứng cá phê. Nó hẳn luôn. Cái lát sợ của chị phải không? Cách âm luôn rõ. 22 năm không có nghe được tiếng nhạc thật dài với không các bạn. Biết bao niềm vui nỗi buồn đã trôi qua trong những giờ phát sóng. Bởi vì cái chiếc S là cái gọi là cái niềm tự hào của xe Mercedes mà chị. S-Class là đỉnh cao. Hạnh phúc nhất trong năm mới 2020. Tất cả những gì tốt đẹp nhất, trọn vẹn nhất. Mà xe mình nó dài hơn xe này nó dài hơn xe cũ là bao nhiêu em ha? Xe cũ của chị nó dài khoảng tầm 4m9 thôi. Nhưng mà cái chiếc xe này nó dài khoảng 5m3, nó dài hơn 4 tấc. Phía sau nó rộng lắm nè, ngoài ngoài thấy không? Thoải mái. Còn cái này là cái gì con? Cái đó ngoài để tạp chí, để giấy tờ nọ thôi, để đồ ở đây thôi. À, vòng ra lại nhà anh Châu rồi đó hả? Kêu gì em? Có xe khác gần cái xe mình nó cảnh báo lên ngoài. Cái này mình Bluetooth là mình có coi màn hình được chưa em? Bluetooth á, kết nối á. Kết nối vô. Mình vẫn coi được hả? Dạ. Nó cho mình thấy luôn hả? Gì? Cái nào nó không cho anh coi hình đâu. Vô tiếng rồi hả? Nó ra tiếng thôi. Dạ. Rồi bấm cái nào ra? Bấm cửa. Rồi, bấm mở cửa đây nè. Cái này hả? Dạ đúng rồi. Mà cái này nó ra hả? Dạ. Nói gì ngoài mở cửa ra thôi. Thắng số là thả ra được là bằng thanh vậy em. Anh Châu bấm bạc kinh thôi. Anh. Ủa, quay luôn hả? Quay sống luôn hả? Dạ.
lên vậy thôi phải không? Vậy thôi dạ. Anh bấm B vậy thôi gì đó. Trên màn hình nó có chữ B đó anh Châu. Ừ. Màn hình nó có chữ B rồi đó. Làm gì? Xong tao em. Dạ. Đây à. À. Kêu lên làm gì? Lên chơi. Ghế cạo à, ai đốt nâng ghế đúng không? Chị mới ngồi mà. Dốc nâng ghế đúng không? Rồi anh chỉ sử dụng nha. Ủa anh sĩ anh đậu xe đâu rồi ta? Bên đây bên kia. Bên đó bên đường nó an toàn, khỏi xe ai qua lại hết. Trong hẻm hả anh Châu? Ừ, hẻm cục á. À. À có giờ luôn em. Vâng. Đây này có giờ nè. À đúng giờ chưa anh Châu, đúng giờ chưa, 9 giờ đó. Rồi à. Cái nút này cộng là cái gì đây? Cộng hả? Cộng trừ. Cộng trừ là anh Châu sử dụng bằng cái lẫy số giống như mấy cái chiếc xe đua thể thao á. À, không, mình không xài đó phải không? Cái đó thì anh Châu thích trải nghiệm thì mình sẽ xài cái đó thôi. Nhưng mà mình ít sử dụng lắm. Ờ, dấu trừ là giảm số, dấu cộng là tăng số. À, dù mình đang chạy muốn cộng cộng vô cho mạnh lên hả? À, không, giống như là anh Châu chạy số tay á. À, anh Châu không có chạy số tự động nữa. Ừ. Tự lúc đó mình tự vô số. À, vậy hả? À, bán tự động á. À. Rồi mình muốn nút ghe. Ghe vô, ví dụ ghe vô ghe nhà xe à, là ghe tự động đâu? Ghe tự động á thì cái này là nó phải có một chiếc xe trước, một chiếc xe sau, à. Xe đậu song song và đậu quân gốc cho anh Châu luôn. À. Ha. Thì cái đó thì mình phải thử là bằng cách là có chiếc trước chiếc sau và mình mới có thể là thử cái đó được. Ừ. Thì cái nút đậu xe tự động nó sẽ nằm ở đây nè. Anh Châu thấy không? À. Đó, anh Châu em có ra nè, khi mà anh Châu bấm cái nút này nè, ừ. Đó anh Châu mà chạy á thì nó sẽ chạy những cảm biến xung quanh xe, nó sẽ quét cái ô trống đó, nó thấy ô trống nó sẽ báo cho mình. Ờ. À. À, còn không thì nó sẽ không báo. Đó. Đó, khi mà anh chạy thì nó để sẽ phía trước hả? Nó để, sẽ chỗ đổ hả? À bấm vào đó là hiện đó hả? Đó. Cái đó thì em sẽ hướng dẫn cho anh Châu sau đi. Rồi. Tên nó hơi bị qua cho em mang mì đi, ra sáng em đi sớm, à. Uống cà phê ăn. Ăn rồi hay là chỉ tiếp ha. Thôi chỉ anh cho xong đi, đừng có gấp đâu. Kệ, chị sợ đói. Rồi, cái này cái gì em? Cái gì phá, hình chìa phá hình mới có. Đâu anh Châu? Nè. Cái nút nào? Trong đây nè. À, cái đó là khóa cửa đó anh Châu. Anh Châu đang mở camera 360 đúng không? Hả, à, kéo vậy hả? Cái camera mình đâu? Cái camera 360 mình này mở trước rồi phải không? Trước. À, bên đằng trước đó. Ừ, trước giờ mình coi toàn bộ xe. Bên hông nè. Bên hông của anh Châu nè. À, này xí xe mình. Dạ. Đó bên hông của anh bánh xe đó, bên trái bên phải. À này nè, phải không? Mình coi toàn bộ xe mình phải không? Ra sáu phải không? Dạ, còn bên đây là bên trái bên phải nè. Ừ. Anh thấy không? Ừ. Đó hai bánh xe nó nhúc nhích không? Ừ. Đó. Rồi ở phía sau. Phía sau cùng. Quá trời luôn. Dễ không anh? Không biết nữa. Dọc em thôi, chưa biết đâu. Chưa biết đâu gì. Giờ vô xe bình thường nè. Giờ muốn vô nghe đài á, FM rồi sao? À. Đó em đó anh Châu. À. Đó anh Châu. Bấm đầu em, bấm vô cái này hả? Chữ radio không? À, đó, à bấm radio được phải không? Bấm, bấm chuột gì phải không? Dạ. Radio đó, à. Nó hát radio thôi. Navi là gì? Là do hồi nãy em đã dặn nhỏ lại đó. À. Thấy không? Navi. Cái này nút này. Bấm vô thử đi. À. Ừ, bấm đầu. Alo. Em biết là gì? Giờ mình muốn bấm mềm, mình muốn chỉnh điều khiển đó, giờ bấm trước bấm đây bấm em. Dạ, cái nào anh Châu? Nè, cái lúc này. Anh Châu muốn điều khiển cái màn hình bên đây hả? Ừ. Thì nguyên cái cụm trên vô lăng của anh bên đây nè, là anh sẽ điều khiển cái màn hình này. Ha. Ừ. Ví dụ anh Châu thấy trên màn hình nó có nút home, ngôi nhà. Đây ha. Dạ, rồi bấm nút home và cái phần menu của nó đó. À. Đó anh Châu thấy không? Nó rất là nhiều kéo này bấm em. À. Đó, mình kéo chuột thôi. Ừ. Ừ rồi, kết nối điện thoại và nó cảm ứng. Điện thoại, cái nói điện thoại vô mình nói chuyện khỏi cầm điện thoại đúng không? Điện thoại nè, hiện cho cái điện thoại anh Châu thì anh Châu bấm vô. Thì anh Châu sử dụng ở đây cũng được, anh Châu sử dụng ngay chỗ con nhỏ này, chỗ này cũng được ha. Anh Châu coi coi trên đó, trên điện thoại anh có chữ MB Bluetooth không? Chuột lên giùm em. Đó. Có chữ MB Bluetooth đó anh Châu. Mercedes-Benz Bluetooth đó. Đây hả? À, nó đó hả? Dạ, anh Châu chọn vô. Rồi, ghép đôi anh Châu, ghép đôi. Rồi, em chọn có nè. Cho phép luôn ha. Nó hỏi anh có đồng bộ danh bạ vô hay không á. Ừ. Thì có nghĩa là khi mỗi lần anh Châu kết nối Bluetooth vô lên thì xe nó là sẽ nó sẽ kết nối lên và có hiện danh bạ trong trên đây luôn, khi mà ai gọi tới nó hiện lên luôn. Ok. Kết nối. Dạ, xong rồi anh Châu thấy không? À, điện thoại là nói chuyện bình thường ha. Dạ, bây giờ trên cái điện thoại của anh, trên màn hình của anh Châu nó sẽ có cái hình điện thoại á, có cục sóng điện thoại có pin luôn đó.
À đây hả? Dạ. À. Hết pin rồi. Hết pin rồi. Dạ, pin trên cho sạc ở đây. Ờ, à, bỏ đâu em? Bỏ đây sạc. Không dây luôn. Chứ để vậy à. Không dây, không dây. Để vậy nó pin nhảy lên nè. Không dây. Dạ, rồi đó, lúc đó mình ai gọi? Ai gọi anh Châu kìa. Nghe luôn đi. Không, anh Châu bấm đó, không có cảm ứng ở đó. À, bấm anh Châu trên đây nè. Gạt lên. À, gạt lên. Alo. Ủa có nhà không Khánh? Dạ có anh. Ừ, ở ngoài nó có nhãn tam cấp không? Có anh. Ừ, đây nữa là kiếm đổi với nhãn tam cấp đẹp đẹp đeo anh. À. Có mấy hộp ruby không Khánh? Có anh. Ồ có luôn hả? À. Rồi ok, vậy là lúc qua cho anh ghé. Dạ dạ. Rồi, nó cứ mì rô đầu ta, nó nghe hay à. Không, không người rồi nói luôn hay luôn hay. Mình mới test điện thoại luôn á anh. À. Mới thử điện thoại luôn á. Bên trong cứ để đó thôi. Ha, sạc luôn để vậy vô sạc. Siêu thiệt. Ô hiện đại quá. Hiện đại quá. Cái này là lạnh hả em? Lạnh hả? Dạ, cái đó là cái mở cái khe lạnh á anh, cho khe gió á, cho máy lạnh nó đi ra. Gió mạnh nhẹ thôi phải không? Dạ. Còn đây lạnh nhiều lạnh ít cái này ha. Dạ, cái đó nguyên cái khu vực này là cái khu anh Châu chỉnh máy lạnh nè. Ừ. Đó, chẳng hạn như là anh Châu muốn cho nhiệt độ nó nóng lạnh á thì anh Châu chỉnh ở đây. À đây thôi. Ở đây bên anh còn chỉnh auto hả? Còn auto là auto tự động hả? Dạ, động auto là lạnh tự động. Ừ. Nó làm lạnh tự động. Ừ. Cái nút đỏ vậy là auto hả? Dạ. Ra mở là auto. Còn này em. Cái đó AC. Là AC là máy lạnh đó, anh bấm nút đó nó đỏ lên nó mới lạnh, còn anh thấy nó không lạnh là nó. Còn bên đây. Nút đó lên. Còn đó auto cũng vậy. Ờ bên đây là bên đây đi phải không? À. Việc anh Châu. Ừ hai bên. Ha. À. Nó là. Đội nhỏ vậy, đội nhỏ vậy. Đội nhỏ. Dạ. Xéo rồi nha. Đó, chào bạn. Ô quên nữa. Tặng cho anh Châu cái áo. Cái áo hả? Ô đã vậy, cái áo không nữa hả? Rút bộ luôn. Cái này L. Ba cái luôn hả? Cái này L. Cái này anh Châu mặc cái nào mà mặc? Anh Châu luôn. Anh Châu đó. Rồi có ảnh em mình tặng cho. Cái này đó. Còn cái L gì cho anh gì đó. Rồi anh Bảo ha. Bảo đi. Rồi anh em sướng quá. Gì chú đáo quá. Cái này là cái mấy cái remote này remote sử dụng nè. Cái này anh Châu có xài thì gắn pin cho xài nha, còn không xài tháo pin ra đừng gắn, tại vì khi mà cái pin của mình để nó bị hư á, bao hư ha, hư cái chạy nước rồi còn lại dùng hơn mấy cái sách giấy tờ hướng dẫn nè, hướng dẫn nè. Còn cái này là nước hoa để mà anh sử dụng ở phía trước rồi sạc điện thoại rồi cái này học kẹp mạng thuốc cắt pin không xài không đợi anh không thuốc không có đợi. Xe anh là cắm lỗ thuốc. Dạ. Hút thuốc thôi lắm, khó chịu lắm. Cái thảm này, cóp đâu? Cái thảm này anh Châu cóp đi, đừng có xài. Tại em bắt kia rồi phải không? Cái kia cho anh Châu rồi. Cái này để dành đi. Ủa ha, trời để dơ đó. Dơ, dơ đó. Có cái kia lên rồi. Còn cái này là cái quà tặng của Mercedes-Benz tặng cho anh Châu. À. Dạ. Cái này là thư của ông tổng giám đốc Mercedes-Benz gửi lời cảm ơn tới anh Châu ha. Ký ở đây là ông Greg. Cái này là cái USB. Cái USB để anh Châu tải nhạc cho hả? Cái này là cái út Mercedes-Benz. Cái này là cái hẹp hộp để đem cạc á. Giờ anh Châu ký tên đây cái nha, kỷ niệm nha. Kỷ niệm ký tên ngày nhận xe nha. Châu ký tên ở đây đi. Rồi ghi cái không? Ghi đi. Ghi tên ghi rồi em ký luôn. Ngày nha. Tên dài quá. Hôm nay ngày. Rồi, ngày mấy nay là ngày mấy âm tay ta? Âm lịch ra hay là à, tay đi là mấy tay? Tay là 3 tay. Tháng 1. À ngày 3. Tháng 1 2020. Đó nhớ ngày mua luôn ha. Ngày mua nha. Rồi, đây là ngày mua.
Tới Duy. Tới Duy kỷ niệm em trai. Em trai làm cho mình chiếc xe đẹp quá. Hai anh em ký nha, chiếc xe kỷ niệm. Rồi ok. Rồi mút Mercedes đẹp quá. Được tặng cái mút đẹp quá. Cảm ơn hãng Mercedes. Đẹp bằng cái mút anh Châu không? Sao bằng cái mút anh Châu? Đây kêu có túi luôn. Ok, thôi em để đây này đây nha. Rồi. Đẹp. Còn ở đây là cái túi y tế nha anh Châu. Còn ở đây là cái biển cảnh báo tam giác. Thì nào có bánh lụt hay gì đó. Để phía sau. Để sao? Để này xuống. Dạ, lấy xuống. Ở đây thì nó không có cái gì hết, chỉ có mỗi cái móc kéo xe thôi. Để mua bánh xe mua để đi đâu đâu được cũng đâu được đâu được Châu để mua và để trên đây luôn. Trên luôn. Và ở đây là cho bấm số. Ở đây bấm phá luôn. Vậy giờ muốn chơi mở xuống là bấm thì bấm thôi, rồi mở lên thì đá được rồi. Đá cướp. Có chìa khóa đây đá cướp. Rồi hai đi sát, đem sát. Rồi à, rồi dạ. Đúng rồi, phải phải danh thủ chứ. Xuống đây nhào vô làm này. Đi, đi đi. Châu uống cà phê à? À thôi, được rồi. Nè uống cà phê. Ờ, có túi cà phê hả? Dạ, nè có túi cà phê hả? Không, nè có uống lắm. Có không? Có uống hả, nhưng mà ít khi uống cà phê á. Để xe nhìn đẹp quá. Xe là dài quá. Anh quay qua đẹp. Tiệm vàng của anh Khánh coi. Của anh Châu ơi. Thấy chiếc xe đầu nè. Khánh rồi. Khánh ở nhà em Khánh anh. Châu trong điện thoại. Thì đó bữa rồi em hỏi. Em kia anh Khánh. Trước đây là ở đâu anh Châu? Trước đây hả? Trước đây là anh ở bên tiệm vàng Kim Tuấn chị anh. Kim Tuấn là ở Biên Hòa. Đó đó, dài dài đây là thành chị anh. Nhà anh tới 10 tiệm vàng. Nhưng mà ở Biên Hòa này là bao nhiêu tiệm? Biên Hòa 1 2 3 4. Biên Hòa không là 4 tiệm. Mà thì viền viền ở Vĩnh Cửu mấy tiệm đó. Cũng kế kế đây. Cũng tỉnh Đồng Nai luôn, nhưng mà huyện. Mấy tiệm nữa rồi Bình Dương tính ra hoài từ một hoài 10 tiệm vàng. Giờ anh Khánh này giống như gọi là nghệ nhân ha, nghệ nhân về vàng rồi. Đúng rồi, anh đi bằng tay vàng mà. Đi bằng tay vàng. Bằng tay vàng Hồ Chí Minh. Bàn tay vàng về Kim Hoàng. Về Kim Hoàng. Kim Hoàng thành phố Hồ Chí Minh. Mình quá sáng lên tưởng lên tính tới đây là 9 giờ mấy chứ đâu, lên em báo thì tới rồi hết rồi. Đâu anh Châu coi giờ em phải đi sớm chứ. Hay quá. Tết nay có xe mới đi mà quá. Duy. Anh Châu anh Khánh cũng ít đi. Anh nói đi lắm biết chừng nào mà mới ấy hư xe này. Kim Khánh không à? Tiệm vàng Kim Khánh là tên anh là tên Khánh hả? À? Anh Khánh rồi Kim. Kim là Kim là ngành vàng là lấy ngành kim vàng. Với ngọc ấy. Ngành vàng lấy kim với ngọc. Ai cũng lấy. Đúng rồi, ai cũng lấy kim với ngọc. Kim là kim loại quý đó. Ngọc là đá quý. Vậy là anh tên Khánh là nhỏ hả? À? Nhỏ là tên Khánh. Nhà là Khánh. Nhà kêu Út Khánh không à? Út Khánh. Tại anh thứ 9 mà. Út luôn á, kêu Út Khánh không? Út Khánh. Còn Châu ở trong giấy tờ ha? Châu là tên trong giấy tờ. Cái bàn tay vàng sao anh giống như là mình doanh nghiệp vàng như vậy sẽ là mình đi thi bàn tay vàng á, thi mình thi, mình có bàn đem mình sản phẩm của mình đi thi á, khéo tay đó, kêu khéo tay hay làm đó. Thì mình mỗi cái ngành nó sẽ ngay cắt tóc thì có cây kéo vàng đó rồi bởi vì anh làm được đó, bên kim loại của anh thì coi thi bàn tay vàng, anh thích làm những đồ lạ rồi đó.
em bút vàng, viết vàng, nhìn hình vàng, đồng hồ vàng. Cái này là anh làm luôn nè. Anh làm luôn, cái gì anh làm luôn. Chiếc nhẫn này là nếu mà các bạn mà có xem cái clip rồi á, Di có đeo chiếc nhẫn này á, là chiếc nhẫn này là nhẫn bằng ngà voi của anh Khánh tặng cho Di. Mà hôm mà anh Khánh lên đặt cọc xe á, ngà voi. Cảm ơn Khánh. Để cho tượng trưng sự may mắn và tâm linh. Nói chung là từ bữa mà anh Khánh tặng cho em cái chiếc nhẫn này là thấy bán được lắm, rất là may mắn. Nói chung là công việc nó thuận lợi. Ok, thôi em mời anh. Rồi, em mời ba thêm ăn sáng, tắt máy ăn sáng ha. Ăn sáng đi, kỹ vậy. Cảm ơn cô nha cô. Ủa, rồi lấy gì cơ? Sĩ có mua vàng không? Mua vàng tặng bà xã không? Không, không. Mua vàng cho anh nha. Mua vàng à? Sưởng vàng của anh nè. Sưởng làm vàng nè. Sưởng làm vàng đó là sưởng làm vàng. Mình từ ra từ đó ra đó thẳng ra chợ luôn á. Thử sản xuất. Anh ngồi đi, anh ngồi đi. Để chạy thử. Một năm em mua bảo hiểm bằng gì? Cái bảo hiểm này bảo hiểm bắt buộc. Bảo hiểm bắt buộc anh phải để trên xe đi. Mày nó phạt rồi. Nhưng mà cái bảo hiểm bắt buộc này nó có 480.000 thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng với chiếc xe. Phải bắt buộc á, cái này không có là phạt á. Tại vì cái bảo hiểm này thật sự có nhiều người không biết. Không biết, nhưng mà khi mà có sự việc xảy ra rồi á, thì cái bảo hiểm này là cái cực kỳ quan trọng. Tại vì cái bảo hiểm bắt buộc này nó 480.000, nhưng mà nó sẽ bồi thường cho cái người mà bị cái tai nạn. Mình cò quẹt cho người ta đó. Thì cái bảo hiểm này nó sẽ đền cho người ta. Mình cò quẹt người ta là cái bảo hiểm này nó sẽ đền cho người ta. Mình cò quẹt người ta mà bảo hiểm cũng đền nữa hả? Mình tự lái xe cò quẹt người ta. Đúng rồi, mình cò quẹt cho người ta. Thì cái bảo hiểm mà thân xe mà mắc tiền á, mấy chục triệu á, thì nó sẽ đền cho chiếc xe của mình. Còn cái bảo hiểm 480.000 này là nó sẽ đền cho cái người bị thương đó. Thì đền 100 triệu cho người và 100 triệu cho tài sản. Maximum. Có nhiều người không hiểu cái bảo hiểm này là gì, tưởng đâu để ấy thôi, để chống công an thôi, nhưng mà phải nha, rất là quan trọng cái bảo hiểm này. Em nói anh mới hiểu á. Cho nên cái bảo hiểm này hết anh phải đi mua liền. Mặc dù cái bảo hiểm mà của chiếc xe của mình á thì hết thì anh không cần mua cũng cũng không vấn đề, nhưng mà cái bảo hiểm này anh phải mua, nó là bảo hiểm bắt buộc mà ha. Cái đăng kiểm này á thì tính lấy cho anh luôn mà cái anh thấy anh quên thì để em gửi xuống cho anh nha. Cái này có giới hạn thôi à, nhưng mà anh đi được nó có giá trị tới 7 ngày rồi. Thì em lấy cái thẻ đăng kiểm về rồi em gửi xuống cho anh. Và bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi, Di vừa mới bàn giao chiếc xe Mercedes-Benz S450 cho anh Châu xong. Thì anh Châu có kêu hai anh em ở lại chơi, nhưng mà do ngày hôm nay là ngày thứ 6, Di còn rất là nhiều việc ở công ty, cũng như là chiều nay Di còn có một buổi lễ giao xe ở công ty nữa. Cho nên là hai anh em bắt đầu quay về lại thành phố Hồ Chí Minh gấp. Đó, thì một lần nữa Di xin cảm ơn anh Châu cũng như là chị đã quan tâm và ủng hộ đến em cũng như là Mercedes-Benz. Và em chúc cho anh chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và công việc lúc nào cũng thuận lợi. Ok, và bây giờ Di xin được phép kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho Di qua số điện thoại là 0914653979. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.